Xin chào các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ học tới một họ kháng sinh tiếp theo, đó là họ phenicol. Thì trong tên gọi chúng ta cũng có thể hình dung được trong cấu trúc của các kháng sinh thuộc họ này, nó sẽ có các nhóm hợp chất như sau: phê là phenin, ni thì mình có thể dự đoán là trong cấu trúc có chứa nhóm nitro, và on là trong cấu trúc là có chứa nhóm OH. Như vậy là chúng ta sẽ tìm hiểu xem cái cấu trúc của họ phenicol là như thế nào. Trước khi tìm hiểu về cấu trúc thì chúng ta coi về cái phần đại cương chung về của chloramphenicol. Phenicol thì chloramphenicol phenicol là một hoạt chất trong tự nhiên, từ môi trường trong tự nhiên, là từ môi trường nuôi cấy của Streptomyces venezuela, và được tìm ra vào năm 1947. Sau khi mà chloramphenicol ra đời thì đã được đưa vào sử dụng trong điều trị bệnh thương hàn, và bệnh thương hàn đã được dập tắt một cách có hiệu quả. Thì chúng ta biết là bệnh thương hàn là do vi khuẩn Salmonella typhi gây ra. Thì chloramphenicol nó có tác dụng tốt trên Salmonella. Về về các cái hoạt chất thuộc họ họ phenicol đó, thì nó chỉ có hai hoạt chất là chloramphenicol và thiamphenicol thôi. Chỉ có hai hoạt chất này. Thì cái nếu mà nhìn vào cấu trúc thì chúng ta cũng sẽ thấy là giữa chloramphenicol và thiamphenicol là chỉ khác nhau ở cái nhóm thế nằm trên vòng thơm. Chloramphenicol thì nhóm thế của nó là nhóm nitro, và thiamphenicol thì nhóm thế của nó là nhóm methyl sulfo CH3SO2. Còn các cái thành phần cấu trúc còn lại á, thì cái thành phần cấu trúc còn lại thì đều đều là giống nhau cả. Năm 1947 là tìm ra được chloramphenicol, thì đến năm 1949 thì chloramphenicol là được tổng hợp hoàn toàn bằng phương pháp hóa học, bởi vì cấu trúc của nó tương đối đơn giản. Đây là một trong những cái kháng sinh mà trước trước khi mà tìm hiểu, trước khi biết về cái phản ứng phụ của nó có thể gây chết người, thì chloramphenicol được sử dụng tương đối nhiều. Nhưng sau này thì người ta phát hiện kháng sinh này gây phản ứng phụ trên máu rất là nghiêm trọng và có thể gây chết người. Đó là tác dụng gây suy tủy bất sản, tác dụng gây suy tủy và dẫn đến là tình trạng thiếu máu nghiêm trọng, nên là có thể gây chết. Do vậy thì hiện tại chloramphenicol chỉ dùng trong trường hợp nhiễm trùng trầm trọng như là viêm màng não, sốt rickettsia và sốt thương hàn. Trong cấu trúc của chloramphenicol á, thì được chia làm ba thành phần chính. Thành phần thứ nhất á, là nhân benzen nitro. Đây là vòng benzen và đây là nhóm nitro. Thì đây là cái thành phần thứ nhất của chloramphenicol.
Thành phần thứ hai thành phần thứ hai của chloramphenicol đó là chuỗi amino 2 propandiol 1,3. Và thành phần thứ ba đó là nhóm dichloroacetin. Như vậy thì chúng ta thấy là có ba thành phần như vậy trong cấu trúc của chloramphenicol. Và trong cấu trúc của chloramphenicol á thì có hai carbon bắt đối, hai carbon bắt đối này làm cho chloramphenicol có bốn đồng phân quang học. Và các bạn lưu ý là chỉ có đồng phân D trừ treo là có hoạt tính sinh học. Và người ta cũng lưu ý cho các bạn là sự toàn vẹn về cấu trúc của chloramphenicol là phải đảm bảo thì chloramphenicol mới có hoạt tính. Nếu có bất kỳ một sự thay đổi nào trong cấu trúc của chloramphenicol cũng đều làm mất hoạt tính của nó. Các cái thành phần nhóm chất chính của chloramphenicol thì chúng ta không có được thay đổi, ngoại trừ một cái sự thay thế duy nhất ở nhóm nitro, NO2 thì người ta thay nhóm nitro bằng nhóm metin sulfo thì thu được hợp chất là thiamphenicol là có hoạt tính tương tự như chloramphenicol. Và một cái điểm mà các bạn cần lưu ý nữa đó là nhóm OH ancol. Nhóm OH này có thể tạo ra sản phẩm este hóa, và những cái sản phẩm este hóa thì nó sẽ làm giảm vị đắng của chloramphenicol. Thì dĩ nhiên là những sản phẩm este hóa này gọi là được coi là tiền chất của chloramphenicol. Về điều chế thì có thể tổng hợp hoàn toàn bằng phương pháp hóa học chloramphenicol từ các nguyên liệu có sẵn như para-nitroacetophenol, para-nitrobenzaldehyde, styren, ancol và cinnamic. Trong đó thì trong tài liệu của hóa dược của mình thì có một cái quy trình, một cái phương trình điều chế chloramphenicol từ para-nitrobenzaldehyde. Về tính chất vật lý thì chloramphenicol ở dạng bột vi tinh thể trắng hoặc hơi vàng, độ tan là ít tan trong nước, dễ tan trong propylene glycol. Năng suất quay cực riêng thay đổi theo dung môi thì chúng ta có thể tham khảo trong slide tính chất vật lý của chloramphenicol. Về tính chất hóa học thì các bạn lưu ý là mình sẽ phân tích từng tính chất hóa học của các cái nhóm chất đặc trưng trong chloramphenicol. Cái nhóm chất thứ nhất đó là nhóm nitro thơm. Nitro gắn vào vòng thơm, nhóm này NO, NO2 gắn vào vòng thơm.
thì đó là nhóm nitro thơm. Thì đối với nhóm nitro thơm á, có thể thực hiện có sẽ tham gia vào phản ứng hóa học, đó là khử hóa nhóm nitro trong chloramphenicol thành amin thơm bậc nhất, sau đó tạo muối diazoni và tạo ra phẩm màu azoic với beta naphthol. Hoặc là một cái phản ứng định tính chloramphenicol là sử dụng nhóm nitro thơm, đó là khử hóa từng phần nhóm nitro bởi kẽm trong canxi clorit để tạo ra N-arin-hydroxylamin, và chất này được chuyển thành dẫn chất hydroxamic khi tác dụng với lại benzoin clorit, và phát hiện và phản ứng màu, đây là một phản ứng màu phát hiện, đó là do sản phẩm thu được sẽ tạo phức với lại sắt 3 cộng cho màu đỏ tím. Hoặc là trong phần thực hành á, sau này chúng ta học á, thì chúng ta cũng có thể nhận biết được nhóm nitro thơm bằng một phản ứng đơn giản, đó là đun nóng chloramphenicol với natri hydroxit, sẽ xuất hiện dung dịch màu vàng và sau đó chuyển dần sang màu màu cam. Nhóm hợp chất tiếp theo tham gia phản ứng hóa học của chloramphenicol đó là nhóm dichloroacetin. Thì chúng ta quay lại coi nhóm dichloroacetin. À, đây là nhóm dichloroacetin. Thì đối với nhóm dichloroacetin á, là trong cấu trúc có clo cho nên có thể sử dụng phản ứng là nung nóng chloramphenicol với lại kali hydroxit thì sẽ giải phóng ra clo trừ. Thì clo trừ sẽ phản ứng với lại bạc nitrat trong amonia thì sẽ thu được là kết tủa trắng hoặc là dung dịch vẫn đục bởi vì do tạo thành bạc clorit. Hoặc là một phản ứng đặc trưng của nhóm dichloroacetin luôn, đó là phản ứng Fujiwara-Ross. Phản ứng này thể hiện nhóm gem dichlor, hai clo cùng gắn vào carbon. Đó là đun cách thủy chloramphenicol với pyridine và natri hydroxit, sẽ xuất hiện sản phẩm có màu đỏ. Tính chất hóa học thứ ba là thể hiện ở nhóm ancol, hai nhóm ancol bậc nhất. Thì ở đây là người ta chỉ đề cập đến phản ứng tạo este của ancol với các axit tương ứng. Thì như lúc nãy cũng đã nói với các bạn là sẽ tạo thành sản phẩm este hóa là những tiền chất của chloramphenicol, những tiền chất thì chỉ khi vào cơ thể thì mới có tác dụng. Đó, là do là khi vào cơ thể thì các este của chloramphenicol sẽ bị thủy phân để phóng thích ra chloramphenicol. Về kiểm nghiệm thì định tính thì có thể sử dụng phương pháp là đo điểm chảy, đo UV là hấp thu cực đại ở bước sóng 274 nanomet, cực tiểu là tại bước sóng 235 nanomet, hoặc là sử dụng phổ hồng ngoại, sắc ký lớp mỏng thì phải so sánh với lại chất chuẩn, hoặc là sử dụng các cái phản ứng màu, nhất là phản ứng của nhóm nitro thơm và phản ứng của nhóm dichloroacetin. Về định lượng thì có thể định lượng chloramphenicol bằng bốn phương pháp. Thứ nhất là phương pháp vô cơ hóa, bởi vì trong cấu trúc của chloramphenicol nó có clo thì người ta sẽ đốt và vô cơ hóa hoàn toàn để chuyển clo hữu cơ thành clo vô cơ, và từ đó thì người ta sử dụng phương pháp định lượng clo để biết được hàm lượng clo.
Và sau khi biết được hàm lượng clo thì người ta sẽ suy ra được hàm lượng của chloramphenicol. Phương pháp thứ hai đó là phương pháp quang phổ, thì người ta sẽ đo UV ở bước sóng 278 nanomet để xác định hàm lượng. Phương pháp thứ ba là phương pháp sắc ký lớp mỏng và phương pháp thứ tư đó là phương pháp vi sinh. Về cơ chế tác động thì chúng ta nắm phần cơ bản về cơ chế tác động thôi. Đó là chloramphenicol ức chế sự tổng hợp protein của vi khuẩn. Và các bạn lưu ý là nó gắn vào tiểu đơn vị 50S của ribosome. Về phổ kháng khuẩn thì chloramphenicol có phổ kháng khuẩn trên một vài vi khuẩn gram dương, một vài vi khuẩn gram âm, một số các cái vi khuẩn kỵ khí. Còn sự đề kháng thì cái điểm đặc biệt trong đề kháng của chloramphenicol đó là đề kháng qua trung gian plasmid. Vi khuẩn sẽ tiết ra acetyl transferase tạo dẫn xuất acetin hóa của chloramphenicol và dẫn chất này không kết hợp được với ribosome của vi khuẩn và làm mất tác dụng của thuốc. Về độc tính và tai biến thì một số những cái độc tính tương đối đặc trưng và đặc biệt của chloramphenicol có thể nêu ở đây. Thứ nhất là độc trên máu. Thì khi sử dụng chloramphenicol có thể gây ra hiện tượng suy tủy. Mà tủy xương bị suy thì sẽ dẫn đến thiếu máu. Thì người ta gọi đây là một cái tình trạng là suy tủy bất sản, là đoạn tủy xương thiếu máu không tái tạo được. Đây là một cái tình trạng mà bị tác dụng phụ độc tính rất độc của chloramphenicol. Chính vì điều này mà làm cho chloramphenicol rất hạn chế sử dụng. Độc tính thứ hai đó là hội chứng xám. Thì hội chứng này chỉ xuất hiện đối với trẻ sơ sinh khi mà hoặc là trẻ em khi mà sử dụng chloramphenicol thì có thể gây nôn mửa, phân nhiệt hạ, da xám, choáng và trụy tim mạch. Và cái độc tính thứ ba gặp ở chloramphenicol cũng như là một số các cái kháng sinh mà một số những cái kháng sinh khác trong điều trị những cái bệnh nhiễm khuẩn đặc biệt, ví dụ như trong bệnh thương hàn. Thì bệnh thương hàn là do vi khuẩn Salmonella tiếp phi gây ra. Thì đây là một vi khuẩn có nội độc tố. Thì nếu trong trong trường hợp mà sử dụng chloramphenicol với cái liều gọi là liều tấn công mạnh thì sẽ dẫn đến là vi khuẩn chết hàng loạt. Và khi mà vi khuẩn chết như vậy thì độc tố nội độc tố ở trong cơ thể vi khuẩn cũng sẽ được phóng thích ra hàng loạt và chính cái điều này nó sẽ gây ra cái tình trạng độc đối với cơ thể là viêm phúc mạc, xuất huyết ruột, hạ thân nhiệt bất thình lình, suy tim mạch trầm trọng và có thể tử vong. Do đó thì đối với cái bệnh thương hàn nếu mà chỉ định chloramphenicol á thì người ta sẽ có cái cách đó là bệnh càng nặng thì liều ban đầu phải càng thấp. Về chỉ định thì chloramphenicol được sử dụng trong thương hàn, phó thương hàn, nhiễm trùng hemophilus não, nhiễm trùng kỵ khí và những cái chế phẩm mà dùng ngoài của chloramphenicol như là nhỏ mắt, pomade tra mắt dùng để trị viêm kết mạc, nhiễm trùng tuyến lệ, viêm mí mắt do vi khuẩn. Và đây là cái chú ý mà liên quan đến độc tính là không được dùng chloramphenicol quá 3 tuần liên tục và trong quá trình sử dụng thì phải kiểm tra huyết đồ, công thức máu để coi là cái khả năng ảnh hưởng của chloramphenicol lên tủy xương. Bài của chúng ta đến đây kết thúc.